À, cái này là bí mật nha, nhưng hôm nay thì bác sĩ Hồng sẽ bật mí với các bạn. Thì đầu tiên là cái vùng cằm. Trước đây bác sĩ Hồng có cái cằm nó khá là bị lẻm, nó làm cho gương mặt của mình nó không có cân đối, không được hài hòa. Thì cách đây khoảng 4 năm thì bác sĩ Hồng cũng đã thực hiện cái việc đó là tiêm tạo hình lại cái vùng cằm này, làm cho khuôn mặt của mình nó hài hòa và nó thanh thoát hơn. Tiếp theo là cái vùng má này, bác sĩ Hồng trước đây nó bị ho rất là nhiều, nó làm cho gương mặt của mình nó bị yếu khác. Bác sĩ Hồng đã thực hiện cái việc đó là làm tạo hình và tái tạo lại cái vùng má hóp này bằng cái phương pháp đó là microblading. Thì sau khi làm xong thì vùng má của mình nó được đầy đặn, nó được tái tạo và làm cho gương mặt của mình nó không còn bị hốc hác nữa. Ngoài ra thì gần đây nhất thì bác sĩ Hồng làm trẻ hóa và tái tạo lại cái vùng trán cũng như là vùng thái dương. Bởi vì chúng ta biết là theo thời gian khi chúng ta lớn tuổi một tí xíu thì bắt đầu chúng ta sẽ bị cái tình trạng đó là bị hóp cái trán cũng như là bị hóp cái thái dương này, làm cho gương mặt của chúng ta nhìn già đi. Thì cái việc mà chúng ta làm trẻ hóa và tái tạo lại cái vùng trán cũng như là vùng thái dương thì sẽ khiến cho chúng ta cái có cái khuôn mặt nó trẻ trung hơn rất là nhiều. Thì với cái phương pháp mà nanolifting nó sẽ giúp cho chúng ta không chỉ là khắc phục được những cái khuyết điểm ở trên gương mặt mà nó còn giúp cho chúng ta trẻ hóa da, làm tăng sinh collagen, tăng sinh elastin, làm cho cái gương mặt của chúng ta được trẻ hóa và giữ được cái nét trẻ trung theo thời gian.